Mẹ người ta và mẹ tôi mỗi khi hứa kiểu mẹ người ta. Mai là thi học kỳ rồi đấy, con cố gắng thi tốt nhá. Mẹ sẽ mua vé cho con đi du lịch Dubai hay là châu Phi, Nam Cực, Bắc Cực. Mẹ đặt vé cho con nhá. Wow, thích quá. Nhưng mà chắc con đi Campuchia thôi ạ. Tội nghiệp con tôi. Thôi được rồi, mẹ đặt vé cho con du lịch sang Campuchia nhá. Mà thôi ạ, mẹ mua cho con đôi dép chữ C cao 1 cm để bọn em chân ở bên nhà chị bán dép ấy, giá có 65.000 thôi. Con đi để trải nghiệm. Thôi được rồi, mẹ đặt cho con 100 đôi nhá, đi trải nghiệm xuyên Việt Campuchia Lào nhá. Yeah yeah. Hey, con trả cái. Mẹ tôi. Mẹ ơi, mai con thi học kỳ rồi, con được 3 điểm mẹ mua cho con chiếc SH nhá. Ờ, mà mày mới lớp 3 sao đi xe được? Ừ chịu đâu, mẹ mua cho con mới đi thi cơ. Ừ, đang nằm ngủ mệt lắm rồi. Mẹ ơi, mai con thi văn, nếu được 2 điểm thì mẹ mua cho con cái biệt thự view biển mẹ nhá. Ờ, đang nằm ngủ. Mẹ ơi, mai mà con thi thể dục được 4 điểm, mẹ mua cho con cái dép baby ở nhà chị bán dép đang sale khoảng 65.000 mẹ nhá. Ừ. Mẹ ơi, con thi được 2, 3, 4 điểm rồi, mẹ mua dép, mua nhà, mua xe cho con đi. Cái gì? 2, 3, 4 điểm mà mày đòi mua nhà, mua xe hả? Người ta 9, 10 điểm, mày 1